Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo thun thể thao cổ tròn. Thì chúng ta sẽ có những chiếc áo bóng đá như thế này và những chiếc áo thun như thế này. Đây. Thì những sản phẩm này thì các anh mình có thể mua về mình mặc, mình chơi bóng đá này, mình tập thể dục thể thao, thậm chí mình mặc ở nhà thôi cũng được, bởi vì những cái chất thun thể thao như thế này mặc nó sẽ rất là mát. Và đây đều là những cái con áo bóng đá chính hãng, độ mới rất là đẹp nha mọi người. Và đặc biệt những cái sản phẩm này ngày hôm nay bên em sẽ bán với mức giá tri ân chỉ 130.000 cho một sản phẩm. 130.000 thì mọi người vẫn nhận lại được những cái sản phẩm như thế này đây. Những cái sản phẩm chính hãng, những cái sản phẩm áo bóng đá chính hãng của những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, ví dụ như một con Nike như thế này, 130.000 và bao ship toàn quốc. Và mọi người lưu ý giúp em, những cái sản phẩm này bên em sẽ không bao kiểm hàng, không bao trả hàng và không bao hoàn hàng nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em một thông tin rất quan trọng là như vậy nha. Nên mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua nha. Bởi vì lô áo bên em sale, bên em tri ân thì sẽ không kiểm hàng, không hoàn hàng và không trả hàng. Bởi vì cái giá này bán với cái mức giá không thể thấp hơn rồi ạ. Mọi người mua những cái sản phẩm này với mức giá 130.000 và còn được miễn ship nữa. Mọi người về nếu mình không mặc mình có thể cho tặng hoặc mình bán lại, mình vẫn lời, nếu mà tặng thì nó cũng là một cái món quà rất là giá trị nha. Rồi, em vào mã đầu tiên, mã M1 thì em có một sản phẩm áo bóng đá của thương hiệu Nike này. Chúng ta có một con Nike phối họa tiết camo rất là đẹp nha. Con này độ mới rất là cao. Nó số 8, con này số 8 nha, con này số 8 giúp em. Một con Nike phối họa tiết camo rất là xịn nha. Đây, tem của nó là tem Nike của Nhật. Tem chính hãng Nike của Nhật nha. Nếu một sản phẩm như thế này mọi người mua mới tiền triệu nha mọi người, tiền triệu. Rồi, con này 130.000 mã M1, một con Nike phối họa tiết camo siêu đẹp luôn. Có thể mặc chơi đá bóng, có thể mặc tập thể dục thể thao, thậm chí mình mặc ở nhà, mình đi ngủ, nó vẫn rất là hợp nha mọi người. Tiếp theo này, mã M2 thì em lên cho mọi người một con Puma. Và con này cũng được made in Japan, con này vẫn được sản xuất tại Hàn, vẫn được sản xuất tại Nhật Bản nha. Một con áo bóng đá được made in Japan, logo của Puma ở đây, con này số 42. Anh nào 42 tuổi hoặc sinh năm 42, lấy ngay con này cho em, số 42, độ mới rất là cao luôn. Đây, đẹp chưa ạ? Một con áo bóng đá rất đẹp của Puma nha. Áo chính hãng made in Japan, 130.000, nên mọi người cứ yên tâm là hàng chính hãng nha. Chứ không phải bán rẻ, bán cái mức giá mà không tưởng như thế này, mà nó là hàng giả, hàng fake, hàng kém chất lượng nha. Mọi người cứ yên tâm đi ạ. Tiếp theo em có một con áo thun thể thao nha. Con này của thằng Under Armour này. Chúng ta có logo của Under Armour đây, chất thun thể thao. Mấy con này mọi người mặc sẽ rất là mát nha, chất thun lạnh này, mọi người mặc, mình mặc ở nhà cũng được. Mình mặc ở nhà thôi nó đã rất đẹp rồi, mình mặc mình đi ngủ cũng được. Thun thể thao rất là mát luôn ạ. Con này M3, sản phẩm của Under Armour. Mới nha, 130.000 thôi ạ. Đây, thun thể thao rất là đẹp, phía sau nó cũng có cái logo của Under Armour đây. Đẹp chưa ạ? Anh nào mà thích chơi bộ môn bóng đá hoặc là đam mê xem bóng đá thì lấy vài con về. Lấy vài con về mình mặc nha. Con này số 39 này, một sản phẩm của Mizuno. Một con áo bóng đá của Mizuno. Mizuno là một cái thương hiệu sản xuất đồ thời trang, đồ thể thao rất là lớn của Nhật Bản nha mọi người. Đẹp chưa? Con này độ mới thì 99%. Độ mới 99% nha. Con này thì số 39. Số 39 giúp em, mã M4. Sản phẩm áo bóng đá chính hãng của Mizuno. Đẹp chưa? Siêu mới luôn ạ, 130.000 thôi. Cái giá không tưởng đấy ạ. Đây, tiếp theo em có một con Umbro. Một con Umbro. Con này áo dài tay nha, giống như cái con áo em đang mặc đây, chất thun thể thao, rất là mát luôn. Umbro ạ. Con này áo dài tay, con này số 1 nha, phối màu cũng rất là đẹp. Đó. Đẹp chưa ạ? Mã M5 giúp em. Một con Umbro, một con áo bóng đá nha, con này là áo bóng đá luôn đấy ạ. Mọi người mặc ở nhà, mọi người mặc thời trang nó cũng rất là đẹp. Tiếp theo em có một con Mizuno. Một con Mizuno này, chất thun thể thao, đẹp chưa? Thun thể thao rất là mát nha. Mấy con này các anh mặc ở nhà, mình mặc mình đi ngủ cũng rất là ok. Logo của nó thêu nha. Mizuno là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và hàng của nó bán cũng rất là đắt, không có rẻ đâu. 130.000 thôi ạ. 130.000. Một con Mizuno phối trắng đơn giản như thế này thôi. Con này được made in Indonesia. Made in Indonesia. Đẹp chưa? Mizuno thêu nha mọi người. 130.000. Rồi. Đây cũng là một con siêu phẩm này, con áo bóng đá số 7 này, phối rất là đẹp luôn. Con này là dòng nội địa của thằng Nhật Bản đây. Logo thêu siêu đẹp luôn, số 7. Mọi người nhìn đi, một con áo bóng đá như thế này 130.000. Mua thì làm sao mà lỗ được đây. Mọi người không mặc thì mình có thể mua mình tặng nha. Một món quà rất là giá trị đấy, số 7,
hàng của Nhật Bản này. Tiếp theo này em có một con Nike M8, em có một con Nike nha, một con Nike rất thun thể thao luôn, dòng running, dòng chạy bộ. Con này size S, một con Nike size S độ mới 99% luôn, 130.000 thôi. Và phía sau nó thiết kế là vải lưới thông khí nha, vải lưới thông khí này, thấy chưa? Con này size S, hàng của Nike. Con này được sản xuất tại Cambodia, độ mới 99% luôn. Tiếp theo em có một con thun Puma nha, một con áo thun của Puma này, logo của Puma được thêu ở đây, màu trắng, đẹp chưa? 130.000, một con áo thun thể thao chính hãng của Puma, độ mới rất là cao luôn nha, độ mới cao đấy ạ. Một con Puma, tem cốt còn nguyên, con này được made in Indonesia. Nói chung mấy cái dòng này em sẽ không giới thiệu chi tiết về sản phẩm đâu nha mọi người. Đây, Puma, logo thêu, độ mới cao nha, 130.000 thôi, M9. M10 thì em lên cho mọi người một con Nike rất là đẹp luôn. Này, con này Nike cũng tem của Nhật luôn. Nike tem Nhật. Một con áo bóng đá của Nike tem Nhật. Rồi, số 8 luôn ạ, độ mới cao 130.000 thôi. Đây, số 8. Logo thêu rất là đẹp nha. Con này của đội Kitasato. Kitasato. Một cái câu lạc bộ của Nhật Bản, đẹp chưa? Áo nó đẹp, siêu đẹp luôn nha mọi người. 130.000 thôi. Tiếp theo một con Mizuno. Một con Mizuno này của thằng Isashi FC, số 91. Anh nào sinh năm 91 lấy con này về đi đá bóng cho em. Số 91 luôn. Mizuno chính hãng Nhật Bản nha. Độ mới cao, chất thun thể thao siêu đẹp luôn, không có lỗi lầm gì đâu. 130.000. Giá tri ân cho mọi người về mình mặc mình chơi thể thao nha. Tiếp theo em tiếp tục có một con thun trơn của Mizuno Nhật Bản ạ. Logo của nó là logo thêu. Thun cổ tròn, phối màu xanh ngọc rất là đẹp nha. Màu xanh ngọc cũng là một cái màu rất là đẹp, rất là dễ mặc. Đây, thun trơn của Mizuno, chất thể thao, chất thun lạnh rất là đẹp luôn. Tiếp theo em có một con Zoma số 9. Một con Zoma số 9, thiết kế đơn giản thôi, nhưng mà nó phối rất là đẹp nha. Zoma số 9, chất thun thể thao cực kỳ đẹp. Này, số 9. Zoma. Con này thiết kế đơn giản thôi, nhưng mà rất là đẹp, số 9 nha mọi người. Mình mặc về, mình chơi đá bóng, bóng chuyền, tất cả mọi môn thể thao mình đều mặc được hết này. Không ảnh hưởng gì. Tiếp theo em có một con Puma này. 14, M14 em có một con Puma chính hãng nha mọi người. Xem này, con này cũng được sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan. Con Puma này nó số 9 luôn. Số 9 thì thường các tiền đạo người ta hay lấy số 9 ấy. Tiền đạo là người ta hay lấy số 9, số 10. Logo của Puma này. Bên này thì nó dập cái logo của New York Yankee. New York Yankee. Đẹp chưa? Số 9 màu trắng Puma chính hãng nha mọi người. Tiếp theo anh có một con Mizuno. Đẹp thôi rồi luôn ạ. Cái màu nó đẹp chưa? Đó. Cái này nếu mà các anh mua về mình không mặc, mình chơi đá bóng thì mình hoàn toàn mình mặc mình giống như một chiếc áo thun. Mình mặc ở nhà thôi. Nó đẹp thôi rồi luôn ạ. Mizuno chính hãng Nhật Bản đây nha mọi người. Độ mới cao. Này. Con này được made in Japan luôn, sản xuất tại Nhật Bản luôn. Nó đẹp lắm ạ. M15. M16 thì em có một con Carpass, thì con mấy cái dòng này hình như nó của bên cái dòng bóng đá Futsal này. Số 10. Thun thể thao. Độ mới siêu cao luôn. Này. Mọi người nhìn cái số này. Số này là nó in chìm trong áo luôn nha mọi người. Số này in chìm trong áo nên mọi người mặc nó rất là bền. Nó bền hơn những cái con số mà nó được dập hay là ép nhiệt nha. Những cái số in chìm như thế này thì nó sẽ rất là bền. 16 thì em có một con tương tự luôn. Con này phối màu thì nó đẹp hơn một chút. Em thích cái phối màu này hơn. Nó nổi hơn, mình chơi thể thao thì nó sẽ rất là nổi bật ạ. Đó, mấy con này mình mặc ở nhà cũng được. Mua về mình cho, mình tặng cũng được. Nó rất là giá trị. 130.000 bao ship. Mua ở đâu được mấy con hàng như thế này với giá như thế này ạ. À, đây là áo Futsal nha, nó cũng là áo bóng đá nhưng mà cho dòng bóng đá của Futsal. Mình mặc mình chơi bóng đá bình thường được, chẳng ảnh hưởng gì, đẹp lắm, độ mới cao, không lỗi lầm gì đâu. Mấy cái dòng này con nào có lỗi thì em báo cho mọi người liền. Con này cũng được made in Japan nha, nó cũng là hàng Nhật hết đấy. Tiếp theo này em có một con Umbro. Con này M18, con Umbro dài tay này, phối rất là đẹp. Đó, màu vàng đồng nha, đẹp chưa? Con này thì nó đây, cái logo này nó bị chóc nhẹ này, cái này thì mọi người về giặt sạch nó đi, về giặt sạch cái logo này đi giúp em nha, là nó thành một con áo rất là ngon luôn. Umbro, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Đây, đẹp chưa? Áo dài tay màu vàng đồng của Umbro, số 18 giúp em. Anh nào quê hương ở 18 thì lấy con này cho em. Umbro chính hãng. Tiếp theo em có một con áo bóng đá của Mizuno. Mizuno này, con này màu xanh và phía sau nó không có số đâu. Con này của câu lạc bộ gì đây? Tokyo West Hichi Hoji
1997. Chất thun lạnh rất là đẹp. Một con Mizuno áo bóng đá nha mọi người. Đẹp chưa? Chất nó mát lắm ạ. Siêu đẹp luôn. Con này nó được made in China nhưng nó vẫn là hàng chính hãng của Mizuno Nhật Bản nha. Đẹp lắm. Tiếp theo em có một con Baksa. Logo của Baksa thêu rất là đẹp ở đây. Con này thì nó cắt mất tem mạc rồi, em không biết. Con này em không bao chính hãng nha. Con này em sẽ không bao chính hãng riêng con Baksa này bởi vì nó cắt mất tem mạc rồi. Nó bị cắt mất tem mạc rồi. Rồi, con này số 08, một con áo của Baksa, 130.000, bao ship. Đẹp chưa? Baksa logo thêu rất là đẹp ở đây. Con này là mã 20 à? Dạ vâng, mã M20. M21 thì em có một con Adidas, này. Đẹp chưa? Hàng Adidas chính hãng nha mọi người. Con này bán 130.000 luôn. Một con Adidas chính hãng 130.000. Mọi người chỉ mua được ở trên kênh Đồ Sĩ Hiệu Sài Gòn thôi nha mọi người. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và em kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình ạ.